Nhà du địch Olympia đặng Lê Nguyên Vũ không cho phép bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Hiện Nguyên Vũ đang cân nhắc giữa việc thi cử và đi du học. Nhà du địch Olympia cũng xác nhận được ngành học của mình muốn theo đuổi và luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa để thành công trong những mục tiêu sắp tới. Với chiến thắng ở chung kết đường lên địch Olympia 2022, đặng Lê Nguyên Vũ, trường trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình đã bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng về học tập của mình một danh hiệu danh giá. Trước đó, Nguyên Vũ từng giành quy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016, từng giành quy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016 là học sinh giỏi nhiều năm liền với những điểm số cao ngất ngưỡng như 9,7 môn toán, 9,6 môn quá và 9,5 môn tiếng Anh. Ngoài ra, Nguyên Vũ còn sở hữu nhiều thành tích nổi bật như đạt quy chương bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội mẹ là cán bộ ngành lao động thương binh và xã hội nên từ nhỏ nguyên dũ đã được rèn luyện bản tính quyết đoán và tự giác đồng thời ý thức đường diệt học có sở thích đọc báo và xem tv nguyên dũ biết đến và nuôi dưỡng ước mơ chinh phục cuộc thi đường lên đỉnh olympia từ nhỏ trong quá trình ôn luyện để đi thi nguyên dũ chủ động tham gia các hội nhóm cộng đồng học sinh và tham dự chương trình trên internet đồng thời cậu bạn cũng đăng ký các trận đấu tập và lên chiến thuật tự ôn luyện nguyên dũ khẳng định trên thanh niên Tuy không phải học sinh trường chuyên nhưng đó chẳng phải là yếu tố bất lợi với em. Ngược lại, đem đến cho em nhiều cái lợi khác. Như khi không phải học trường chuyên, em có nhiều thời gian hơn để học điều cấp môn và nhiều lĩnh vực khác nhau. Chưa kể việc giúp em có tâm lý khá thoải mái. Và nguyên vũ tuy không học trường chuyên nhưng đã vượt qua ba học sinh trường chuyên để giành giải thưởng cao nhất trị giá 40.000 đô la Mỹ cùng cơ hội du học. Hiện nguyên vũ đang cân nhắc giữa việc thi cử và đi du học nhà du lịch olympia cũng đã xác định được ngành học mình muốn theo đuổi và luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa để thành công trong những mục tiêu sắp tới em không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng vì phía trước còn nhiều đỉnh cao em cần phải chinh phục thời gian tới nếu du học em sẽ lựa chọn theo học ngành công nghệ thông tin bởi em nghĩ rằng đây là một ngành có ứng dụng rất lớn trong tương lai môi trường làm việc của ngành công nghệ thông tin không chỉ bó hẹp trong nước mà có thể làm việc toàn cầu với thu nhập đáng mơ ước nguyên dũ chia sẻ trên tri thức trực tuyến Tính tới thời điểm này, mặc dù không phải chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên trên VTV3, đường lên đỉnh Olympia là game show có tuổi đời dài nhất hiện tại còn phát sóng. Mỗi năm, 144 học sinh dự thi Olympia, nhưng chỉ có 4 người tranh tài ở trận chung kết. Năm thứ 9 là ngoại lệ khi có 5 thí sinh, do vậy, tính đến năm 22, có 49 người đạt thành tích này, trong đó có 12 cô gái. Tỷ lệ nhà du địch nữ là 4 trên 22. Trong lịch sử, chưa có trận chung kết nào có toàn nữ góp mặt nhà leo núi giành chiến thắng sẽ nhận được học bổng 40.000 đô la Mỹ, người dây nhì và dây ba lần lượt có tiền thưởng là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng.